Inhabit, right? We have already studied this word, but we need to practice more based on this word, inhabit. You are going to inhabit a place after it, inhabit some places. This word is used for the past, okay? Like the prehistoric period, like, okay, well, like poor people in the past. So here, let's start studying together. Regular movement of animals between the breeding crowds and the areas that they inhabit during the rest of the year. And let's come to look at the second sentence. Many types of animals migrate, but bird migration, okay, is in particular has fascinated observers for centuries. Many types of animals migrate. Migrate. Migration. Migrate, migration. Observe. Observe, right? Observation. Observation. And we have the second noun of it, that is observer. Observer. So here, migrate means, okay, once again, migrate means you move from places to places, but this word is not for you. This word is for animals, all right? So the animals can fly to other places because they need to find a perfect place for them, okay, to fall in love and to make babies. So for animals, they will migrate to other places if the present places are not big enough for them to live, or if the present places are not suitable for them to live. So they will move to another place in order for them to fall in love and in order for them to make babies. So that is the action verb of migrate. And for people, please remember we have the word, this word for people, immigrate. You are person, a person. So you will use the word immigrate for yourself if you want to move to another foreign country for living. So we have the word immigrate on here. The next one, that is immigration. And you are going to be called an immigrant. You are an immigrant because you immigrate, okay, to another country. And your immigration is gonna cost you a lot of money. It's very expensive for people to immigrate, okay, to another country, especially America, right? So here, let's make the situation together. Inhabit, migrate, immigrate, action verb. And we have lots of nouns together. So here, observe. Why do people need to observe? Do you have any ideas for this, Alina? Why do people need to observe? What is observation for? Why do we need to observe? We need to observe for what? To do what? For example, you can say that I like observing students. All right. So do you have any ideas? Why do people need to observe? I think people need to observe to recommend a reason from anything and a person that they want to communicate, and they want to work and example, if they want to immigrate at another place, we need to observe around. Yeah, very good. Anything else from your side?
All right, so here, when we speak Vietnamese, we usually say ví dụ là in our sentence, like you are saying something and you just want to say that, oh, ví dụ như là. But here in English, you don't say example. If you already have a sentence and you want to say ví dụ như là in your sentence, you are going to use the word like for example, and okay, for example, something is going to happen. But here, please be careful. In a sentence, in the middle of the sentence, or at the end of the sentence, if you want to use ví dụ như là, you should use such as. You have to use such as, all right? Because it is in the sentence. After such as, we can use a noun in English. If you want to use ví dụ là, but this word is gonna open a new door for the whole sentence. So if you want to start a new sentence, for example, okay, in the term of example, you should use the word for example. For example, and after that, you can start your whole new sentence. And the second way for you to use that is ví dụ là. Another new sentence, you should use for instance. For instance, this is how you begin a new sentence with ví dụ là. The first case, okay, this is the first case, ví dụ như là, in the middle of the sentence. Like, I like to study a lot of subjects, such as science subjects and history subjects, for example. So I use the word such as in the middle of my sentence. But if I want to start a whole new sentence, if I want to use, okay, for example, or for instance, I have to start a whole new sentence and I have to use two words together to, okay, to two words together for viola, that is, for example, for instance in English. You don't begin your sentence with example, something is going to happen. No, for example, not example. Instance, no, for instance. Whenever you want to say viola, we have two words in English, for example and for instance. So please be careful. So here, I can hear that you are using the word recommend. Recommend, right? And I'm going to help you to use this word, recommendation. So let's start. Chúng ta quan sát mọi thứ và mọi người. Tại vì chúng ta muốn đề xuất là đề xuất cái gì? Đúng không? Chúng ta muốn đề xuất một cái ý tưởng, một cái ý kiến hoặc là một chúng ta muốn tác động đến mọi người. Khi đề xuất là mình muốn tác động đến người đó mà theo kiểu negative or positive, it depends on you. Khi chúng ta quan sát mọi người và mọi vật, ok, và mọi thứ trong cuộc sống, điều này có nghĩa là chúng ta muốn đề xuất một cái phương án hoặc là đề xuất một cái ý tưởng cho họ. How do you say this in English? Khi chúng ta quan sát mọi người và mọi thứ trong cuộc sống. When we observe everything and everyone in life. Yes, when we observe anything or anyone in life, right? Okay. Chúng ta muốn đề xuất anything or anyone in life. Are you sure? When we want to observe, when we observe anything or anyone in life, okay, chúng ta muốn đề xuất một cái phương án hoặc là một cái ý tưởng cho họ. English, please. Alina, chúng ta muốn đề xuất một cái phương án và một cái ý tưởng cho họ. How do you say this in English? We want to suggest an option or idea to for them. You want to suggest, okay, an option. You want to suggest a solution. You want to suggest an idea, okay, to them. Suggest something to somebody. Recommend something to somebody. You recommend this to me, okay, I understand that. We have the word recommend for the soup, and we also have together the word suggest for the soup in English. A recommendation or a suggestion in English. So let's start. Họ quan sát sự di cư của động vật, tại vì họ muốn họ tại vì họ sẽ đề xuất tại vì họ sẽ đề xuất một cái phương án để giúp cho động vật
có nơi cư trú. Nơi cư trú, what is the word in English? Nơi cư trú, do you remember this? Inhabit. Inhabit, that is an action verb in English. And if you want to say nơi cư trú, okay, we need to make it a noun in English. So that is, so what is the noun of it? We have the word, habitat. Habitat, nơi cư trú for the past of the people or for the past animals. Họ quan sát sự di cư của động vật. English, please. They observe animal migration. Yes, they observe, okay, the animals. They observe the animals' migration. They observe the animals' migration. Very good. Khi họ quan sát cái sự di cư của động vật, họ sẽ quan sát con đường mà động vật di cư. English, please. Khi họ quan sát sự di cư của động vật. English, please. When they observe Observe, really? Observe, Z, nó observe. Khi họ quan sát của cái sự di cư của động vật. observe animal migrations, Animal, animal là cái gì trời? This animal. animal, animal, all right, all, animal, L, animal, và cái L, okay, nó, cái lửa nó vẫn còn ở trên đó. L, L, animal, animal, right, Mia, Alina, họ quan sát, okay, khi họ quan sát sự di cư của động vật, họ sẽ quan sát con đường mà động vật di cư từ nơi này đến nơi khác. English, please, Alina. When they observe animal migration, they observe the trade The pattern. streets. You are thinking. You are thinking. Okay. You are thinking of the street, just like a human being or something. The street. Okay. The street is going to be used for the mountain town street or okay. Or the street, or okay, the street for people, the street in the city, or the street, okay, in the world, okay, in the world or in the province. We don't use the word street, okay, for things or for animals. We use the word way, street, road, okay, are built by people. But way, we don't need to build way. We just find the way for us to work or for us to go. Way is by nature. Street and roads are built by people. Please be careful. Please be careful with this, with these words, right? Let's go. Okay, so here, khi con người quan sát sự di cư của động vật, con người sẽ chú ý đến con đường mà động vật di cư từ chỗ này sang chỗ khác. English, please. Where they observe animal migration, they observe the way animals migration from. After the way you are gonna use get a full sentence. I like the way you study English. I like the way you cook lunch for me. I like the way you make coffee for me. I like the way that somebody does something, right? So after the way we are able to use a full sentence, a subject, a verb, and an action verb, a subject, a verb, and an object. So fix your sentence, please. Họ sẽ chú ý đến con đường mà động vật di cư từ nơi này đến nơi khác. So what is di cư as an action verb? You have sự di cư, okay, migration. You also have di cư as an action verb, that is migrate. You migrate from place A to place B. You migrate from place 4 to place 6, for example. Migrate, migration. So let's start, Lynn. They observe the way animals that animals Yeah, that migrate from this place to another place. Yeah, from this place to another place. Động vật cần tìm một cái nơi cư trú thích hợp cho chúng nó. Cho nên chúng nó sẽ di cư
nếu chúng nó cảm thấy cái nơi cư trú này nó không phù hợp cho chúng nó. English Animals need please. to find suitable habitats for themselves. Right. All right, anything else? Nếu nơi cư trú không phù hợp cho chúng nó sẽ di cư đến nơi khác. English please. If the habitat is not suitable for them, For them, right? If the habitat is not suitable for them, so what is going to happen? What is going to happen? Chúng nó sẽ cư đến nơi khác. How do you say this in English? they will migrate Nơi khác. to another way or another place. Another, that is, it means okay, one place. But here, nơi khác, okay, we have two words for khác. If you use another, it means only one place. Another, only one place. And we have another word, okay, that is khác, that is other. Another, after another, you are going to use, okay, a singular noun. A singular, okay, a singular noun. Singular nouns and the so it, and after other, you are going to use, okay, noun with S or untalkable noun. Nhân từ số nhiều hoặc là nhân từ không đến được trong tiếng Anh. So, how do you make this sentence? How do you make this sentence? They will migrate to other place, Other place or other places. right, other places. Khi họ quan sát, okay, khi họ quan sát sự di cư của động vật, cái sự quan sát của họ cần cần kỹ lưỡng. English please. Khi họ quan sát sự di cư của động vật, sự quan sát của họ cần kỹ lưỡng. How do you say this in English? When they observe the migration of animals, Sự quan sát của họ cần kỹ lưỡng là sự quan sát. What is the word in English? their observations need to be. Need to be what? Their observation needs to be what? So quan sát của họ cần kỹ lưỡng. English please. Need to be careful. Yeah, need to be careful. Need to be careful. Động vật cần cư trú, ok. Động vật cần cư trú trong hang hoặc là trong những cái nơi khô ráo. Khô ráo, what is the word in English? Right places, right place. Dry, Dried or dry. T-O-Y. Your this is an action verb, and this is an adjective verb. I am gonna dry my hair because I have just taken a bath and my hair is still wet. So I need to use a fan in order for me to dry my hair. If my hair is dry, I will be able to go to sleep. So dried is an adjective. You use an adjective to describe a situation of a thing. You use an action verb, okay, to talk about your actions. You were going to dry your hair because your hair is dried, right? You will not dry your hair because your hair is dried. You will dry your hair because your hair is wet, for example. Okay, so here, nơi cư trú, habitat, inhabit. So, động vật thường cư trú tại hang, trong rừng. English please. Động vật thường cư trú tại những cái hang trong rừng. Animals rarely inhabit in a place in a cave In a cave. in a cave in the forest. In a cave in the forest. All right, in the forest. Here, động vật thường cư trú những cái tại những cái hang trong rừng, tại những cái hang in the caves.
Okay, in the caves, in the forest, in for big places, at for small places. Thường dùng in sẽ dùng cho những cái nơi mà lớn. Còn dùng at là những cái nơi mà nó xây bằng bê tông cốt thép, đó, bằng gạch. Đó. Những cái nơi nhỏ là người ta sẽ dùng at. So please be careful. You need to be careful. Let's start. Animal, street, road, migrate. So here, khi động vật cảm thấy cái nơi cư trú của nó không có đủ thức ăn để nó khai thác, nó sẽ chọn di cư đến nơi khác. English please, Alina. Can you repeat? Khi động vật cảm thấy nơi cư trú của nó không có đủ thức ăn để nó khai thác. English please. When the animals feels the their habitat is not enough for to exploit. Do you know that is not or are not? Okay, is are means là in English, right? You are 20 years old. She is very tall. Her name is okay, ABC. Từ is are có nghĩa là có nghĩa là thầy trong tiếng Anh. Bởi vì người ta gọi là is are, gọi là thầy là ở. I am at home. Tôi ở nhà. She is at school. Alright, tôi ở trường. Her name is okay. A tên của cô ấy là như vậy thì là ở mới có nghĩa là am is are. Ở đây là mình đang nói rằng là động vật, okay, động vật sẽ tìm nơi cư trú nếu nơi cư trú của nó không có đủ, nếu nơi cư trú của nó không đủ thức ăn để nó khai thác. Như vậy thì người Việt mình nó hay bỏ đi cái từ có trong tiếng Anh, nó hay giống như là bỏ đi đấy, eliminate cái từ có. Thì khi mà mình thấy người Việt cứ nói là không không cái gì đó thì hãy thêm từ có vô nha. Tôi không tiền, không có thể nào mà nói là I am not money được hết. I am not money, no, I don't have money. Tôi không cao, I am not tall, it's okay. Tôi không okay, tôi không học. Thường người ta sẽ nghĩ là I not study sai hết, I don't study. Như vậy trong một số trường hợp thì người Việt sẽ bỏ đi từ có. Thì ở đây nơi cư trú không đủ thức ăn, thì không đủ thức ăn thì ở đây mình thêm từ có, nó sẽ có nghĩa là nơi cư trú không có đủ thức ăn. Alright, so nơi cư trú không có đủ thức ăn cho nên động vật thường sẽ di cư sang nơi khác. English please. In the habitat, in the habitat doesn't not have enough food, so the animals the animal regularly migrate to exploit the food. The animals, okay, yeah, alright, so let's make it faster. Tôi quan sát sự di cư của động vật. Sau khi tôi quan sát sự di cư của động vật, tôi sẽ đề xuất cái phương án cho mọi người để giúp cho động vật di cư thành công. Sau khi tôi quan sát cái sự di cư của động vật. English please, Alina. After I observe animal migration. Right, after I observe the animal's migration, tôi sẽ đề xuất cái phương án để giúp cho động vật di cư thành công. I will recommend. Yes, I will recommend. Tôi sẽ đề xuất phương án để giúp cho động vật di cư thành công. English please. I will recommend phương án. To recommend. Phương án, what is the word in English? I don't know. Phương án giải quyết. Phương án. Solution. Solution. Còn phương pháp trong tiếng Anh. Phương pháp.
Method and sự lựa chọn option, sự chọn lựa, that is choice. So what is the difference between choice and option? If you use an option, if you use this word option, it means you cannot make your own decisions. People make decisions and they will give you many options like option A, option B, and option C. You have to choose which option is suitable for you. So you don't make choices and you don't make your own decision. People make choices and people give you the options for you to choose. And you are in a very passive position. When you use the word choice, it means you are free and you can use your freedom to make your own choices. You are able to make your decisions. You don't need to listen to other people. So if you use the word choice, people will understand that you make your own choices. So that is the difference between options and choice in English. Dùng từ option, ok, là ở thế bị động. Cái thế của mình là cái vị trí ấy. Một cái vị trí của mình nó rất là passive position. Là mình tưởng là mình đưa ra sự lựa chọn, nhưng mà không. Người ta đã chọn trước cho mình rồi và người ta đưa cho mình ba sự lựa chọn. A, B, C, chọn cái gì đi. Như vậy có một số người okay, bị thao túng tâm lý ấy, bị manipulate. Manipulate gọi là thao túng, kiểm soát được cái tâm lý của người khác. Thì khi mình muốn manipulate dễ lắm. Bây giờ mình không có cho nó lựa chọn, mình dẫn dắt và mình đưa ra sự lựa chọn 1, 2, 3 và chọn nào. Rồi cái người đó sẽ chọn một trong ba cái đó. Thì một trong ba cái sự lựa chọn này là tự người khác đưa ra và mình là người chọn. Thì mình mới được con cừu á. Người ta nói cái gì là mình làm cái đó. Thì lúc đó mình sẽ dùng từ option trong tiếng Anh. I have options. Có nghĩa là tôi có được những sự lựa chọn. Sự lựa chọn này nó đến từ người khác. Người khác đã quyết định rồi. Bây giờ mình chỉ có lựa thôi. Chứ mình không có được quyền mà suy nghĩ ra con đường khác của mình. Ok. Còn mà sự chọn lựa có nghĩa là mình free. Mình tự do. Và sự tự do của mình là mình tự nghĩ. Ok. You will think about the ways for yourself. You think about the ways on your own. You don't need people to impact you. You don't need people, okay, to make choices for you. You don't need people to make a decision. And you don't need people to give you advice. Nói vậy khi mà mình đưa ra sự chọn lựa, có nghĩa là mình tự suy nghĩ. Mình tự đưa ra con đường cho chính mình. Mình không có cần ai mà suy nghĩ giùm mình để đưa ra con đường đó. Thì đó là cái sự khác biệt giữa từ option và từ choice. Solution gọi là phương án. Một thường người ta sẽ đi cùng cái từ giải quyết trong tiếng Anh. Giải quyết là solve. Còn mà người giải quyết thành công thì người ta sẽ dùng cái từ là resolve. Resolve, đây là âm Z, ở dưới là do nhé. Resolve, chứ không phải là resolve. Ở đây là solve, nhưng mà ở dưới là resolve. Resolve, it means you solve something successfully. Solve something successfully. Successfully. Là mình giải quyết cái gì đó, thành công thì mình sẽ dùng từ re. And this is the only difference for this word. Because whenever we use re at the beginning of the word, we will think that we will do something again. Like I redo my test. It means I do my test again, for example. And here, resolve. It doesn't mean that you solve the problem again. Resolve means you already solved the problem and you solved the problem successfully. So that is the difference when it comes to resolve, right? Nhưng mà từ resolve này hãy cẩn thận nha. Nó không phải là giải quyết cái gì đó lại đâu. Mà nó là giải quyết cái gì đó đã thành công rồi. Người ta sẽ dùng từ resolve. Nên là chơi chữ ấy. Là như thế. Alright, so let's start. Bắt đầu nhé. Tôi muốn di cư. Tại vì tôi quan sát môi trường. Và tôi thấy động vật bắt đầu di cư. English. Tôi muốn di cư sang nước khác. Tại vì tôi quan sát môi trường và tôi thấy động vật di cư. English, please. Alina. I want to
Di cư nhiều người là gì? I want to immigrate to another country. Immigrant. Right. Tại vì tôi quan sát môi trường mà tôi thấy động vật bắt đầu di cư sang chỗ khác. Because I observe the environment that animals migrate to another place or Yeah. to other places. Yes, all right. To other places. Khi động vật, khi bạn quan sát và bạn thấy động vật di cư sang chỗ khác, sự di cư của động vật sẽ cho thấy cái sự gọi là cái sự nguy hiểm của môi trường. Ví dụ như là thiên tai, right? Khi bạn quan sát động vật và bạn thấy động vật di cư sang chỗ khác. How do you say this in English? When you observe and you see animals, You observe what? If you use the word observe, you need to have two sides. A observe B, B observe C. That is, okay, that is the way for you to use an action verb. An action verb never ever stands alone. You need to have two sides for an action verb. Khi mình dùng một cái động từ ấy, là nó là động từ là nó sẽ tác động nhau. Thì nó phải có hai bên. Mình mới dùng được một cái động từ. Chứ không phải là mình một thân một cõi. Thì ở đây mình đang nói là quan sát mà quan sát cái gì? Động từ trong tiếng Anh không bao giờ đứng một mình hết, nó cần hai bên để chi, để đánh nhau, để tác động lẫn nhau. Ok, như vậy khi bạn quan sát, ok, khi bạn quan sát cái gì thì phải thêm cái từ đó vô. Khi bạn quan sát động vật mà bạn thấy động vật di cư sang chỗ khác, English please. When you observe animals and you see animals migrate to other places. Right. Sự di cư của động vật sẽ cảnh báo sự nguy hiểm của môi trường. Ví dụ như là thiên tai. English please. Cảnh báo là gì? Danger. Cái đó là sự nguy hiểm. Còn cảnh báo ấy. Cảnh báo ấy, cảnh báo ấy. War. Yes, warn, right? Warn. This is all in English. Warn. Warn. Ở đây mình viết word là có chữ R thôi. Word. 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 Còn nếu mà muốn mà cái chữ mà muốn mà nó có chữ L đánh rồi đánh L lên là nó sẽ ra từ thế giới. Word. Word. Là mình phải em phải luyện cái chữ L thật nhiều ở nhà đó, thì lúc đó cái âm của em nó mới nghe tự nhiên và nó mới nghe bản xứ nhé. Còn chưa luyện nhiều thì nó không có ra được đâu. Nên là xong rồi đánh L lên. Là cái L nó sẽ đánh lên trên cái hàm trên, nó để đó luôn, nó không có rớt xuống. Em đọc chữ L, L, bỏ chữ ở phía sau đi. L, L. Tập, tự tập ở nhà trước nha. Bốc kính năm xong. Tối nay chỉnh đấy. Warm, right? Alright, so let's start. Sự di cư của động vật sẽ cảnh báo sự nguy hiểm của môi trường. The migration of animals will warn of the danger danger of the environment. Are you sure? We warn, right? You have to use the word warn like this. A, okay. A warn B of something. Like Mr. A warns Mr. B, okay, of a problem. But here, if you don't have B, you should say that A warns, okay, about something. About something. If you don't have two people, you are going to use A warn about. But if you have two people, Mr. A warns Mr. B of something. So here, let's start. Let's start again. Sự di cư của động vật sẽ cảnh báo về sự nguy hiểm của môi trường. Ví dụ như là thiên tai. English please. The animals' migration will warn about
about dangers of the environment, such as disaster. Yes, disaster. Disaster, cái đó chỉ có nghĩa thiên tai, nhưng mà thiên tai mà theo kiểu tự nhiên ấy, thì mình phải thêm cái gì vô? Natural disaster. Yes, natural disaster. Thiên tai, disasters, but American people will ask you, what disasters these are? Disasters come from people or disasters come from nature? So that is why we have, okay, a phrase, natural disaster. Natural disasters. All right. Here. Sự quan sát sẽ giúp cho tôi đề xuất cái phương án phù hợp cho tình huống này. Sự quan sát sẽ giúp cho tôi đề xuất phương án phù hợp cho tình huống này. How do you say this in English? The observation will have me recommend a solution suitable for this Solution, hello, solution is a noun in English, suitable is an adjective. Between an adjective and a noun, what should we do? Adjective will stand before a noun in English, or an adjective will stand after a noun in English. For example, we say a lovely girl, we don't say a girl lovely, right? So here, how do you make this sentence? How do you make this sentence? suitable solution. Yeah, suitable solution. So show me the whole sentence again, please. Sự quan sát sẽ giúp cho tôi đề xuất cái phương án phù hợp cho cái tình huống này. English, please. Alina. Observation will have me recommend suitable solutions for this situation. Yes, for this situation. For this case, or for this situation is okay. For this case, for this situations, bạn cần quan sát, okay, bạn cần quan sát sự việc trong một khoảng thời gian dài. Sự quan sát của bạn sẽ giúp cho bạn tìm ra câu trả lời. English, please. Bạn cần quan sát sự việc này trong một khoảng thời gian dài. You need to observe this situation for a long time. Yes, sự quan sát của bạn sẽ giúp cho bạn tìm thấy được cái câu trả lời. Sự quan sát của bạn sẽ giúp cho bạn tìm thấy được câu trả lời. Your observation will have you find. We have to find what? Sự quan sát của bạn sẽ giúp cho bạn tìm thấy được câu trả lời. How do you say this in English? Your observation will have you find the answer. The answer. Answer. All right. Câu trả lời, ok, khi bạn tìm được phương án giải quyết, khi bạn tìm được phương án giải quyết, phương án này sẽ làm cho bạn cảm thấy tuyệt vời, làm cho ai đó cảm thấy tuyệt vời. Fascinate is an action verb in Fascinating, okay, an adjective ending with an adjective which has an ing end, and then we have the word fascinated, an adjective with ed at the end. Fascinating, fascinated, and the next one that is fascination. This is a noun in English. Fascinate, fascinating, fascinating, fascinator, and fascination. Fascination. Let's start. Fascinate. All right. So quan sát, khi bạn tìm được câu trả lời, khi bạn tìm được câu trả lời tại thời điểm này, khi bạn tìm được câu trả lời tại thời điểm này, câu trả lời của bạn sẽ làm cho bạn cảm thấy tuyệt vời. Make somebody feel great. It is fascinating.
Make somebody or something great. Make somebody something brilliant. One word in English, fascinate. All right. Khi bạn tìm được câu trả lời tại thời điểm này, tại thời điểm này, tại thời điểm này, câu trả lời của bạn sẽ làm cho bạn cảm thấy tuyệt vời. English. When you find the answer at this point, your answer will make you feel fascinated. Fascinate is an action verb. You feel fascinating. Fascinating, okay, is used for things or people who make you feel fascinated. Tính từ kết thúc bằng đôi ed là dùng cho miêu tả cái người nào tác động đến mình, làm cho mình cảm thấy tuyệt vời, hoặc là cái vật gì đó tác động đến mình. Còn tính từ kết thúc bằng đôi ed là miêu tả là trong lòng mình cảm thấy như thế nào. Còn đôi ing là miêu tả đó cái sự tác động của người khác hoặc vật khác đến mình. Đặc biệt, còn fascinate là động từ làm cho ai đó cảm thấy tuyệt vời, thì động từ đang có sẵn là fascinate. Như vậy cái cậu cái gọi là tại thời điểm này, at this moment. Còn cái từ point, ok, thì gọi là cái luận điểm trong tiếng Anh, nó khác với thời điểm. The point is different. Tại thời điểm này, tại thời điểm này, at this moment, at that moment, at this moment, please be careful. Khi bạn tìm ra câu trả, khi bạn tìm ra phương án giải quyết tại thời điểm này, phương án giải quyết của bạn sẽ làm cho bạn cảm thấy tuyệt vời. Please try to use the action verb. Let's start. Show me the sentence. When you find the answer at this moment, your answer will make you feel fascinated. So try to use, so please try to use the action verb fascinate. Fascinated. Fascinate, right? Show me the sentence with that, with the verb fascinate. Phương án giải quyết của bạn sẽ làm cho bạn cảm thấy tuyệt vời. English, please. Your answer will make you feel fascinated. Fascinate là động từ. Và fascinate nó bằng với một cái từ rất là dài là make. Cái cụm rất là nhiều là make other great và make other brilliant. Đây là một cái động từ, cách dùng động từ này. A fascinate B. It means A makes B feel fascinated. A makes B feel great. Phương án, ok, bạn tìm được phương án. Bạn tìm được phương án giải quyết cho vấn đề. Phương án giải Bạn tìm được phương án giải quyết cho vấn đề thời điểm này làm cho bạn cảm thấy tuyệt vời. English, please. Bạn tìm được phương án giải quyết cho vấn đề. You find the solution at the moment. Bạn tìm được phương án giải quyết cho vấn đề. Khi mà mình dùng cái từ tìm được có nghĩa là vừa mới tìm được ở hiện tại, đúng không? Cái gì mà mình thấy nó xong ở hiện tại thì để mà nâng điểm FS nó sẽ cộng với góc bay đi, nó nhấn mạnh cho việc gì đó vừa xong ở hiện tại. Đây là cấu trúc hiện tại hoàn thành, nhấn mạnh cái gì đó xong ở hiện tại, FS góc bay đi, nhấn mạnh cái gì đó là kinh nghiệm từ xưa đến giờ, FS góc bay đi. Tôi nói tiếng Anh trong vòng 5 năm rồi thì đó là kinh nghiệm, FS góc bay đi. Alright, bạn tìm được phương án giải quyết cho vấn đề. Cái khoảnh khắc này sẽ làm cho bạn cảm thấy tuyệt vời. Khoảnh khắc thời điểm. You gonna have the word moment. So how do you make this sentence? How do you make this sentence? Show me please. You find the solution for the problem at this moment. It will make you feel fascinated. Fascinate là động từ, trong tiếng Anh dùng động từ như thế nào ạ? Thời điểm khoảnh khắc này sẽ làm cho bạn cảm thấy tuyệt vời. Fascinate là động từ. Fascinated. Fascinated là tính từ. Fascinating là tính từ.
Cách dùng động từ là động từ đặt giữa hai người. A làm cho ai đó cảm thấy tuyệt vời. A fascinate B. Và cách dùng thứ hai là A makes B fascinated. A makes B great. Fascinated là tính từ. Và cách dùng cách thứ hai, thay vì nó là make ai đó fascinated hoặc là make ai đó feel fascinated, thì người ta sẽ dùng cái động từ là fascinate. Như vậy ở đây, khoảnh khắc này làm cho tôi cảm thấy tuyệt vời. English please. This moment will Làm cho đó cảm thấy tuyệt vời. Trong tiếng Anh nó có một chữ fascinate. Thay vì người ta dùng cái từ làm, trong tiếng Anh là từ make. Make thì là make cộng cho tên người đúng không? Cộng cho tên người rồi cộng cho tính từ ở phía sau. Là make ai đó cảm thấy như thế nào, nó làm cho bạn giỏi. Make you become good, make you become very good, make you very good, make you feel very good. Hoặc là make you become good. Thì thay vì mà dùng một câu dài như thế này, thay vì dùng từ làm, rồi dùng những cái cấu trúc như thế này, thì người ta đang có một cái động từ trong từ điển là fascinate. Nguyên động từ này nó bằng một nghĩa làm cho ai đó cảm thấy tuyệt vời. Cách dùng động từ này, người thứ nhất là cái tên A cộng cho fascinate, ok, động từ số ít, động từ nguyên mẫu hay động từ tăng S rồi sau đó B, tên B vào. Như vậy khoảnh khắc này làm cho tôi cảm thấy tuyệt vời. English please. This moment fascinate me. This moment, khi dùng từ this trong tiếng Anh, bạn biết là danh từ số ít. Khi mà dùng danh từ số ít thì động từ như thế nào? Đối với he, she, it và danh từ số ít trong tiếng Anh, thì động từ nó luôn luôn phải tăng s. Khoảnh khắc này làm cho tôi cảm thấy tuyệt vời. English please. This moment fascinates Dùng cấu trúc make. Khoảnh khắc này làm cho tôi cảm thấy tuyệt vời. English please. This moment made me fascinating. Cái gì mà đừng đưa in á, là nói về cái sự tác động. Trò chơi đấy rất là tuyệt vời. Tôi cảm thấy tuyệt vời khi tôi chơi trò chơi này, thì nói như thế nào, nói về tác động cái gì đó tác động lên người đó thì dùng đôi in. Còn cái gì mà nói về trong lòng người đó cảm thấy như thế nào thì người ta sẽ dùng tính từ để đôi ed trong tiếng Anh. Như vậy ở đây trò chơi đó rất tuyệt vời, tôi cảm thấy tuyệt vời khi tôi chơi trò chơi đó. English please. Trò chơi đó rất tuyệt vời, tôi cảm thấy tuyệt vời khi tôi chơi trò chơi đó. That game are very fascinating. Fascinate là động từ mà. Fascinate là động từ. Fascinating là tính từ trong tiếng Anh. Tính từ kết thúc bằng đuôi in là nói về tác động, có nghĩa là cái gì đó làm cho người ta cảm thấy tuyệt vời thì cái đó là đuôi in. In là cái đó tác động lên người ta, còn đuôi ed là trong lòng người đó, trong lòng cái vật đó. Nói đến cái sự tác động thì người ta sẽ dùng đuôi in, nói đến cái sự mà trong lòng thôi là người ta sẽ dùng đuôi ed. Như vậy trò chơi này rất tuyệt vời, tôi cảm thấy tuyệt vời khi tôi chơi trò chơi này. Thì khi nghe đến một cái tình huống như thế này thì phải biết phân biệt đâu là tác động mà đâu là trong lòng mình. Nếu tác động thì dùng đuôi in, mà trong lòng thì sẽ dùng đuôi ed. Còn fascinate là động từ trong tiếng Anh. Động từ này có nghĩa là làm cho ai đó cảm thấy tuyệt vời, là A fascinate B, B fascinate C. Thế thôi, như vậy ở đây trò chơi này rất rất tuyệt vời. Khi tôi chơi trò chơi này tôi cảm thấy rất tuyệt vời. English please. Trò chơi này rất tuyệt vời. English please. The fascinating nghĩa của nó cũng là tuyệt vời, và fascinated cũng là tuyệt vời. Tùy vào hoàn cảnh thì người ta sẽ chọn cái từ nào mà chỉ nói về cái cảm xúc riêng của người đó thôi ấy, thì người ta sẽ dùng đôi ed.
Còn từ mà chỉ nói về cái cảm xúc, không nói về cảm xúc mà nói đến cái sự tác động cái đó nó gây ra cho người ta, thì người ta sẽ dùng đuôi in dành cho vật đó, đuôi in dành cho người đó. Như vậy trò chơi này rất tuyệt vời. Khi tôi chơi trò chơi này tôi cảm thấy rất tuyệt vời. English please. So how do you make this sentence in English? Trò chơi này rất tuyệt vời. Very fascinating. Khi tôi chơi trò chơi này tôi cảm thấy rất tuyệt vời. When I play this game, I feel very fascinated. Trò chơi này làm cho tôi cảm thấy tuyệt vời. Action verb. Trò chơi này làm cho tôi cảm thấy tuyệt vời. English please. Trò chơi này làm cho tôi cảm thấy tuyệt vời. This game makes me feel very, very fascinated. Bây giờ dùng action verb của từ làm cho cảm thấy tuyệt vời. Trò chơi này làm cho tôi cảm thấy tuyệt vời. English please. Động từ làm cho cảm thấy tuyệt vời là động từ nào ạ? Một cái động từ nào ạ? Trò chơi này làm cho tôi cảm thấy tuyệt vời. This game fascinate Và khi mà nói trong tiếng Anh chú ý đến he, she, it. Nếu mà không có he, she, it và danh từ số ít mà không thêm s đó, thì không bao giờ lên được. 0.5 đâu. This sẽ đi chung với danh từ số ít. The, không bao giờ đi chung với this, the là the, mà this là this, the danh từ this, danh từ hoặc là that, danh từ trong tiếng Anh. Game là trò chơi đúng không? Và đây là danh từ số ít. Danh từ số nhiều của nó, games. Right, games. So this is the first class. You have another class at 5. Please try to memorize all the words before the second class and please try to read this page. Okay, page 19 before the next class. So right now we need to rest. See you at 5 p.m.